Vậy là phân khúc xe SUV gầm cao đô thị ở Việt Nam đã đón nhận thêm một thành viên mới, đó là Link & Co 06. Mình cũng bật mí với các bạn là tới đây, ngoài Link & Co 06 sẽ có thêm một mẫu xe Trung Quốc khác nữa gia nhập phân khúc này. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định được cái thời gian chính thức, chính xác thì mẫu xe này về Việt Nam được. Nhưng mà thôi, đấy là câu chuyện của tương lai. Video này sẽ nói về cái nhân vật chính của chúng ta. Đầu tiên thì nói về thông số kích thước đi. Link & Co 06 có chiều dài 4m3, bề ngang là hơn 1m82 một chút xíu, còn chiều cao là hơn 1m62, chiều dài cơ sở là 2m64. Tức là với kích thước như thế này, mẫu 06 nhỉnh hơn Toyota Yaris Cross hoặc là Seltos 2024 một chút xíu, nó cũng không đáng kể. Còn so với Mazda 3 CX-3 thì Link & Co 06 nó vượt trội hơn hẳn, xe cao và thoáng hơn. Nhìn chung, mẫu 06 không quá vượt trội hơn xe Nhật Hàn về kích thước. Link & Co 06 chỉ có cái đôi chút lép vế khi mà đứng cạnh Mitsubishi X-Force, một trong hai mẫu xe con cưng của Mitsubishi tại thị trường Việt Nam hiện nay. Mẫu 06 thấp hơn và chiều dài cơ sở ngắn hơn X-Force một chút thôi, không quá nhiều. Cho nên nhiều khả năng thì cái không gian bên trong của xe Link & Co 06 nó sẽ bớt thực dụng đi một chút. Điều này thì mình cần trực tiếp trải nghiệm để đưa tới các bạn cảm nhận chân thực nhất. Mình hy vọng là tới đây mình sẽ có cái cơ hội chạm tay vào cái mẫu 06 này tại đại lý để mang đến cho các bạn những cái nhìn khách quan, những cái nhìn mà trực tiếp về mẫu xe này. Link & Co 06 hay các mẫu xe Trung Quốc khác đều có một cái đặc điểm chung là thiết kế ngoại hình chưa thể hiện được cái chất riêng. Cái sự khác biệt mà vẫn còn mang hơi hướng của xe Nhật, xe Hàn hoặc là châu Âu. Đây là một trong những cái yếu tố khiến đa số người Việt đều có cái suy nghĩ ác cảm về xe Trung Quốc. Còn ở thời điểm hiện tại, mình nghĩ là chúng ta nên dần quen với cái đặc điểm này ở xe Trung Quốc đi. Thì đặt vào trong nhóm phân khúc xe SUV đô thị B hiện nay thì đang có rất nhiều cái tên tuổi lớn tham gia và đa số là xe Nhật Hàn, kèm theo số lượng cực ít xe châu Âu, ví dụ như là Peugeot 2008 này, Volkswagen T-Cross này. Mà đây cũng là hai mẫu xe mình đã từng quay cho các bạn những cái cảm nhận về chiếc xe này rồi. Bản thân mình thì khách quan mà nói, ngoại hình của 06 so với xe Nhật thì nó khá là đẹp, tương đối bắt mắt, theo cái phong cách hiện đại, nó không quá phổ thông. Các bạn để ý sẽ thấy là bây giờ các mẫu xe phổ thông hoặc là xe sang cỏ chẳng hạn sẽ thừa hưởng các đường nét ngoại hình và khoang lái từ các mẫu flagship. Cái điều này thì cũng rất là bình thường thôi, mà nhà sản xuất họ sẽ tiết chế các cái vật liệu cao cấp ở nội thất và các cái chi tiết hiện đại bên ngoài để cho nó phù hợp với cái mác phổ thông của chiếc xe. Còn ở Link & Co 06 mình thấy là có một sự mới mẻ, trẻ trung ở ngoại hình và khoang lái hiện đại. Điểm trừ có lẽ là cái biểu tượng Link & Co 06 ở trên vô lăng này, nó khá là rườm rà và thực tế là cũng trông nó không ăn nhập với cái thiết kế tổng thể của chiếc xe này. Thôi thì đây là cũng là một cái chi tiết thông cảm được với một cái thương hiệu chỉ mới ra đời được khoảng 8 năm thôi. Về phần nền tảng thì 06 có khung gầm do Geely chế tạo, chứ không chia sẻ với bất cứ mẫu xe nào của Volvo cả. Mặc dù là Link Co đây là một cái thương hiệu sinh ra do sự hợp tác giữa Geely và Volvo. Hiện nay thì chỉ có mẫu 01 và 09 là chia sẻ nền tảng khung gầm với Volvo thôi. Mà 09 hiện đang bán chính hãng ở Việt Nam với giá bán là gần 2,2 tỷ, tức là sấp xỉ ở Ford Explorer và cao hơn hẳn Hyundai Palisade. Tuy nhiên bản thân mình thấy là do đây là một cái thương hiệu mới, lại là của Trung Quốc nữa, nên là mọi người e ngại, mọi người dè dặt cái xe này cũng là một lẽ dĩ nhiên thôi. Dưới nắp capo là khối động cơ 1.5 lít công suất lên tới 178 mã lực, mô men xoắn 290 Nm, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Như vậy thì các bạn có thể thấy là thông số động cơ cho thấy 06 không hề phổ thông một tí nào. Ở phân khúc xe SUV hạng B hiện nay thì hầu hết tất cả các xe đều được trang bị cái động cơ có dung tích 1.5 và đều hướng đến cái trải nghiệm vận hành nhẹ nhàng này, êm ái này, và đặc biệt là tiết kiệm. Nhưng ở Link & Co 06 lại hoàn toàn khác, và nó cho thấy một chiếc xe nó hướng đến trải nghiệm tăng tốc vui vẻ. Còn vui vẻ đến đâu, phấn khích như thế nào thì chúng ta có lẽ phải chờ cái trải nghiệm trực tiếp
về cái xe này. Và một điều đặc biệt nữa, khi bạn mở nắp capo lên, các bạn sẽ thấy là khoang máy của Lynk & Co 06 được làm rất kín kẽ. Nó mang đậm cái phong cách của châu Âu mà không hề giống bất cứ mẫu xe hạng B nào. Cái kiểu làm kín như thế này vốn chỉ thấy trên các dòng xe cao cấp nhập khẩu từ châu Âu, chứ xe Nhật Hàn tầm dưới 700-800 triệu thì không thể có cái kiểu bố trí khoang máy như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bên trong, bước vào khoang nội thất. Lynk & Co 06 không hề cho thấy cái sự thực dụng đơn giản trong thiết kế nhé. Thay vào đó là cái không khí hiện đại, nó trông không hề giống xe Nhật ở phân khúc SUV hạng B, và có lẽ là nhỉnh hơn một chút về thẩm mỹ so với mẫu Peugeot 2008. Từ tổng thể khoang lái cho đến các cái chi tiết như phím bấm này, vật liệu sử dụng này, hình dáng vô lăng vân vân mây mây. Chỉ có nhược điểm duy nhất ở khoang lái mình nói từ trước ấy, đó là cái logo của xe nó chưa thể tinh gọn được và nó chưa đề cao lắm về cái yếu tố thẩm mỹ. Nói về không gian, mức độ rộng rãi, thoải mái, vật liệu nội thất ấy, thì có lẽ mình xin khất các bạn ở một cái video trải nghiệm tại đại lý. Còn ok, tổng kết lại thì mức giá 729 triệu thì nhìn chung là cao hơn khá khá các đối thủ Nhật Hàn trong phân khúc. Nhưng mà với những gì chiếc xe đã thể hiện, những cái công nghệ trang bị mà nhà sản xuất lắp trên cái xe này thì mình nghĩ là cái mức giá 729 triệu nó hợp lý, đúng theo phong cách tiền ít thịt nhiều của xe Trung Quốc từ xưa đến nay rồi. Chỉ có điều đây là một hãng xe mới, cần có thời gian để người dùng làm quen với thương hiệu cũng như là hãng xe họ mở rộng các mạng lưới đại lý ra khắp toàn lãnh thổ Việt Nam. Còn các bạn nghĩ sao về mức giá 729 triệu này? Các bạn cảm nhận thế nào về Lynk & Co 06? Thì hãy comment cho mình biết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.